Hello, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ ba, 6 tây tháng 6 năm 2017. Chương trình khai dân trí số 164 bắt đầu. Tin đầu tiên như sau. Chị Lisa ơi, đã kiểm chứng rồi, cháy lớn rừng phòng hộ tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội vào khoảng 13 giờ ngày 5 tháng 6 năm 2017. Hơn 2.000 lượt người được điều động cùng với các đơn vị chức năng của thành phố tập trung chữa cháy nhưng vẫn không làm gì được. Đến 21 giờ 45 phút cùng ngày, ngọn lửa vẫn đang bao trùm toàn bộ khu rừng và người dân đang được sơ tán. Thằng Tàu Cộng nó đốt cái rừng này đó để mà cho trống trải, để nó ào ạt vào Việt Nam, để mà nó bắt đầu nó dễ bề, nó thôn tính đất nước Việt Nam luôn nữa. Chị ơi, đã kiểm chứng rồi, công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại Hải Dương đã bị cháy lớn vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 6 tháng 6 năm 2017. Ngọn lửa xuất phát từ hệ thống máng cát và sau đó đã nhanh chóng lan rộng ra gian máy số 2, dây chuyền 1 của công ty. Hiện tại, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra làm rõ nguyên nhân công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại ở Hải Dương này bị cháy. Công ty này được biết cũng là của Tàu Cộng đó chị. Tụi bay điều tra đi. Điều tra tới Tết Congo tụi bay cũng không biết được nữa. Họ đó mà điều tra làm như là giỏi lắm. Đốt mà khoảng 100 vụ cháy, tụi bay điều tra chỉ có một vụ thôi. Cho tụi bay biết. Tụi bay đã điều tra được cái nơi mà giữ xe, cái bãi giữ xe ở tại Biên Hòa, Đồng Nai cháy gần 300 chiếc xe. Tụi bay chỉ điều tra được có một cái vụ đó thôi. Nhưng mà những cái công ty, những cái hãng xưởng bắt đầu tụi bay không bao giờ tụi bay điều tra được nữa. Bởi vì cái sự kiện đó tụi bay điều tra được là bởi vì để xui rủi cái đứa em đó, Lisa nói nó không có nghe, nó đi vào phi trường để mà nó làm, tính đốt cái bãi xe ở trong phi trường. Cho nên Lisa nói mà không nghe cãi, cho nên bây giờ vấn đề là tụi bay điều tra được chỉ có một vụ đó và bây giờ tụi bay cũng đã bắt được 3-4 người trong một nhóm đó thôi. Nhưng mà tụi bay không biết được là đã có bao nhiêu nhóm ở Việt Nam và còn tiếp tục cháy dài dài, tiếp tục ba sạch dài dài cho tụi bay bắt nha. Lũ khốn nạn, lũ chó đẻ. Thật khốn nạn với phương cách làm việc của cán bộ cộng sản không được ăn chia đồng đều nên chúng trưởng công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn đã bị tố sau khi đem hơn 24 xe máy vi phạm bán ve chai thay vì làm thủ tục đúng quy định của pháp luật thì nó bán ve chai chị ơi. Công an là vậy đó. Cái thằng mà nó móc nói để mà đốt cái bãi xe ở tại Biên Hòa, Đồng Nai, nó cũng lấy gần 50 chiếc nó bán ve chai. Rồi nó sợ bị lộ, nó mới nhờ, nó mới là bắt đầu là nói chuyện với chị, là chị kêu nó mở cửa để cho người vào đốt. Và thằng này bây giờ là bị theo dõi, bị chụp đầu. Không biết chụp chưa, chị không biết. Thanh Hóa, đường trăm tỷ chưa bàn giao, đã có dấu hiệu xuống cấp. Mặc dù chưa đưa vào sử dụng, đang còn thi công các hệ thống đảm bảo giao thông khác, nhưng tuyến đường vành đai phía Tây, thành phố Thanh Hóa đã bị sạt lún. Nhiều chỗ sần sùi, lỗ mổ, chỉ mới sau trận mưa rào đầu mùa, hai bên mang cốc đã bị nước mưa làm đứt khoảng, gãy lớp bê tông nhựa, thảm đường. Nếu mưa thêm trận nữa, chắc sẽ tan hoang luôn. Tuyến đường ở giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư là 780 tỷ đồng, mà bây giờ thiệt hại như vậy thì coi như bỏ luôn chị ơi. Tiền bạc đem ra làm, chưa có kiểm nghiệm thì nó sụp đổ hết, ăn quá trời mà. Thay vì 10 bao xi măng nó đổ vô nửa bao thôi thì làm gì mà không sạch. Ở Việt Nam là như vậy đó. Làm gì mà không sạch. Nha.
Đồ ăn cướp nó làm sạch vỉa hè, nhưng thật sự là tà quyền cộng sản cướp đi chỗ sinh sống của người dân bần cùng nhất xã hội, rồi đem cho mướn lại vỉa hè trung tâm ở Sài Gòn, được đề xuất thu phí 100.000 đồng cho 1 mét vuông. Nhưng giá chui thật sự là cao hơn gấp 10 lần cho 1 mét vuông, thì chắc phải lên tới hàng triệu đồng, hoặc là thậm chí hàng tỷ đồng. Nó lưu manh như vậy đó. Giả bộ nó kiếm chuyện nó dẹp vỉa hè thôi, vì người ta ngồi vỉa hè người ta bán, người ta đâu có mắt ông mắt cha gì đâu, đâu tốt đồng bạc là đâu. Giả bộ nó dẹp vỉa hè rồi bây giờ nó trở lại nó cho buôn bán vỉa hè để nó gom tiền vậy thôi à. Nó chỉ có khốn nạn như vậy đó. Đường xá chưa bàn giao thì vấn đề là kêu bàn đó là đã, vấn đề là có dấu hiệu xuống cấp. Cầu chưa bàn giao thì sập cầu, làm ăn cái gì là thua lỗ cái nấy hết. Ở trong nước Việt Nam thì xăng dầu lên, điện lên, bây giờ buôn bán vỉa hè nó cũng tìm cách nó lấy luôn. Tại sao vậy? Bởi vì đó là cái là người dân Việt Nam mình không có hiểu gì về chính trị, không quan tâm chính trị nó vậy đó. Bây giờ thằng chó đẻ thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nó đi qua bên Nhật, nó gây thêm nợ 22 tỷ đô la nữa rồi kìa. Đó, bắt đầu nó đem cái gói tiền này về nó chia đều ra nó ăn, rồi nó bắt người dân Việt Nam đó mà chính là cài lưng ra mà trả đi. Mới có 4 ngày thôi mà nó đã vấn đề là đi ra nước ngoài, một chuyến đi của nó là 44 tỷ, 23 tỷ của Hoa Kỳ, bây giờ qua bên Nhật tiếp tục gầy thêm 22 tỷ đô la nữa ở bên Nhật. Đó. Qua bển ký vay nợ để làm gì? Để làm đường sắt. Bởi vì những cái công ty mà vấn đề là tàu nó trúng thầu, bây giờ nó làm 7 lần 3, 21, bây giờ đóng cửa rồi. Metro mê mẹ vậy giờ tan quang hết trơn rồi. Bây giờ qua bên kia ký vay giấy để vay nợ để làm đường sắt, để làm đường cao tốc, để làm đường Bắc Nam, để mua máy bay, để làm phi trường, để xây những cái cao ốc. Tưởng sao xây lên toàn là cho thằng Tàu cộng không? Đi vay tiền vậy đó, đi vay tiền của nước ngoài, người dân đi bắt đầu là đóng thuế hoặc là trả nợ. Còn tụi cộng sản, tụi Việt cộng thì bắt đầu là chia nhau ra ăn. Chứ người dân có được hưởng gì? Cha con nó họp được mẹ, chị Lisa nhận được cái tin mật. Cha con nó họp lại nói rồi. Nói là bây giờ mày cứ việc mày đi qua bên, vấn đề là thằng Nhật mày ký, mày qua Mỹ mày ký đi. Rồi bây giờ về mà thí dụ như không có tiền đưa đó, thì bây giờ bắt đầu là mình cho tăng giá xăng lên. Đó. Thay vì vấn đề là kêu bằng 1 lít xăng đó mình tăng lên 800 đồng. 1 lít xăng mà bây giờ mỗi một ngày từ Bắc chí Nam bao nhiêu người. Cho nên mày cứ gom vô cho tao đi. Hả? Chỉ trong vòng 4 năm thôi là mình đã lời được. Vấn đề là kêu bằng đó là mẹ nó ra. Vấn đề là kêu bằng là được 45 tỷ mẹ nó rồi. Cứ việc mình tăng giá xăng lên nè. Giá xăng chưa được nữa thì tăng giá điện lên. Giá điện chưa được nữa thì tăng giá nước lên. Để lấy tiền đó để mình đi trả nợ. Có mẹ gì. Thôi cho nên cứ vai thả ra đi. Vai về không có tiền. Cái đảng họ nó hợp với nhau. Bởi vì cái đảng đầu bò, cái đảng khốn nạn, cái đảng súc vật là nó như vậy. Còn người dân Việt Nam thì có biết cái mẹ gì? Người dân Việt Nam có tàu la làng, trời ơi, xăng lên này chị hai ơi. Bên kia nó trời ơi, mấy ông nội xăng dầu không biết mẹ gì cứ lên hoài. Nhưng mà đâu có biết là mấy thằng chó đẻ xăng dầu nó đâu có đủ trình độ mà nó tăng lên. Thằng tập đoàn xăng dầu nó tăng lên để cho thằng đảng cộng sản nó đập đầu à. Đây là chỉ thị của thằng chó đẻ đảng cộng sản. Nó kêu mày tăng lên như vậy để lấy tiền nộp ra cho tao, để tao trả nợ. Cho nên ở ngoài bộ chính trị là nó ngồi nó giả bộ như nó đuôi, nó không biết. Để cho người dân cứ chửi tập đoàn xăng dầu, chửi những cây xăng, chửi tất cả mọi người. Là à, trời ơi là trời, mẹ tụi này nó khùng hay sao, nó lên giá xăng dữ vậy sao, sóc này kia kia nọ. Nhưng mà đâu chửi tới đảng đâu, đảng nó nấp ở sông lưng nó, trong bộ chính trị. Cho nên người dân mà bất xúc thì đốt hết tất cả những cây xăng cho Lisa, là tự động đảng nó la làng, nó lên truyền hình liền. Hãy áp dụng ba sạch cho Lisa, chỉ cần thảy vô đốt quỷ hết những cái cây xăng là cha con nó rúng động liền. Biểu tình giá xăng lên là tao chọi, tao đốt cho banh cây xăng của tụi mày luôn. Coi mày còn dám. Không có cây xăng nào mà có tư nhân hết á. Cây xăng của tư nhân toàn là mấy cái thằng chó đẻ công an quen biết không à. Không có cây xăng nào ở Việt Nam mà bây giờ của tư nhân kìa. Cho nên mày lên giá xăng thì tao đốt cây xăng của mày. Chị còn nghe kể nó khốn nạn.
giá xăng lên vậy mà nó vô nó còn bơm điện. Giá bộ cầm cọc tiền lại cái bắt đầu mẹ nó ra giọng đứa trẻ trâu, nó biết mẹ gì, chạy vô cái giờ cho tôi đổ 10.000 bạc tiền xăng. À 10.000 quá không rồi, gọt cái ống vô cái mẹ giá bộ nó bóp cái bập rồi xong. Rồi nó 10.000 đó, tức là chạy chưa được mẹ nó ra 5 phút nữa. Mẹ ủa trời ơi, mới đổ xăng đây tự nhiên giờ hết xăng mẹ nó rồi. Vô đổ tiếp tục xăng nữa. Mạnh cây xăng nó ăn gian. Mạnh đảng và nhà nước ra lệnh cho xăng lên để rút tiền của người dân. Tất cả chung quy chỉ là hút sạch sẽ máu của người dân Việt Nam, làm cho người dân Việt Nam phải tàn gia tru lục, phải khốn nạn, phải không sống được mới thôi. Chỉ còn nghe kể bây giờ Formosa bắt đầu nó giả bộ, nó nhận những cái người lương dân hoặc là nhận những cái người mà bên đạo Phật để nó chia rẽ bên Công giáo. Nó không nhận mấy người Công giáo đi vô Formosa làm, nó sợ Công giáo vô đốt mẹ cái Formosa. Rồi nó muốn làm vậy để nó kích động Công giáo. Nó nói là bởi vì ông Nam, bởi vì cha Nam, bởi vì cha Thục kêu gọi giáo dân biểu tình, cho nên giờ Formosa ghét, nó không mướn mấy người Công giáo, cho nên để cho Công giáo chết mẹ như nó chết đi, để cho chết hết cũng được, nó dẹp mẹ nó luôn đi. Bây giờ nhận những cái người nào mà ở những cái xã nào mà chống lại Công giáo thì nó nhận vô trong Formosa để cho làm, để mà tạo điều kiện. Còn bây giờ Công giáo là khỏi thường mẹ, cho nó dẹp mẹ nó luôn, khỏi thường, không thường đồng xu nào. Đạo Phật ngục, mấy người bên lương giáo, bên Phật giáo ngục. Bắt đầu mà nghe lời của đảng nó giật dây vậy để mà nó triệt tiêu vấn đề là Công giáo, cái bắt đầu là ào ào như bầy bò, bắt đầu đứng lên để triệt tiêu Công giáo, để bắt đầu là lôi đầu, bắt đầu là kêu mấy cha ra để mà vấn đề là đòi quách đập mấy cha. Mà người ta đã lên được cha rồi, người ta thủ phong là linh mục là cha rồi, là người ta vấn đề là kêu bằng là đại diện cho Chúa để mà người ta nói chuyện á. Thì bây giờ đó hả, nó xúi con chiên không được, nó xúi bắt đầu mấy cái người mà khác đạo vô để quậy đạo Công giáo, để đập phá đạo Công giáo. Cái đảng cộng sản Việt Nam là nó khốn nạn vậy đó. Rồi sau khi mà vấn đề là kêu bằng là lương dân Phật giáo đông quá mà diệt được Công giáo rồi, tàn sát Công giáo rồi, thì bắt đầu là trong Formosa nó đuổi mẹ tôi bay về hết trơn đi, không có ra, tao nhận vô cho ăn sống cầm chừng vậy được 1-2 tháng thôi, rồi bây giờ tôi bay đi về nhà đi để tao mướn tàu cộng vô mà làm. Ở tại Hà Tĩnh, Nghệ An là nơi mà Tàu Cộng nó lấy đầu tiên hết. Lisa gửi cho những người dân ở Nghệ An, ở Hà Tĩnh biết như vậy. Hà Tĩnh sẽ là một thành phố mà sau này Tàu Cộng nó qua, nó sẽ lấy đầu tiên hết. Tất cả những người dân ở Hà Tĩnh hãy chuẩn bị tinh thần đi. Cho nên đừng có nghe những cái luận điệu mà sáo rỗng của thằng cộng sản khốn nạn mà bắt đầu là đứng lên để mà chống đối. Người ta đứng lên người ta bảo vệ môi trường cho ai? Cho Công giáo à? Bây giờ con cá cũng chết, con tôm cũng chết, nước cũng bị độc, không khí thì nó bay lên như vậy. Bây giờ thậm chí nó ghét, nó sợ người ở tại Nghệ An. Nhưng này là kêu bằng là đi vô quậy phá Formosa, nó không thèm mướn người ở tại Formosa Nghệ Tĩnh vô luôn. Nó chỉ có nhận đơn những người nào ở trong miền Tây, ở đâu đó bắt đầu là đi ra để mà làm. Còn người dân mà Công giáo mà ở tại đó nó không nhận vô. Bây giờ đi xin việc làm nó hỏi tôn giáo là gì mà ghi vô là đạo Công giáo rồi là nó không có nhận. Ở trong Formosa nó không nhận. Chị nhận được cái tin là như vậy. Nó có nhận. Nó nhận những người nào mà ở bên lương giáo hoặc là ở những cái nơi xa xa đó đi tới nó mới nhận. Còn mà Công giáo ở tại Nghệ An nó không nhận bất kỳ một ai hết. Mặc dù không chống đối nó cũng không nhận luôn nữa. Bởi vì nó muốn triệt tiêu Công giáo. Bởi vì nó sợ Công giáo đứng lên để quậy phá, để mà đứng lên để mà đập phá cái Formosa của nó. Cho nên bây giờ nó thông đồng, nó không thèm. Nó không thèm những đây là nhận. Mà nó cũng không cần phải bồi thường cho những giáo dân, những người Công giáo ở tại Nghệ An này luôn. Bởi vì nó nói là nó ghét, là tại vì những này là chống phá nó. Phải để cho nó xả ra ngoài biển cho chết mẹ nó hết. Phải để cho nó thải vô không khí cho chết sạch hết. Để mà nó đem vô nó thành lập một cái thành phố Tàu Cộng ở tại Nghệ An, ở Hà Tĩnh. Chỉ vậy thôi à. Chỉ có vậy thôi. Người dân Việt Nam ngục ngu. Bắt đầu nghe lời giật dây của đảng Cộng sản Việt Nam, bắt đầu nhào lên chống tôn giáo, bắt đầu là ào lên. Đó nó tuyên truyền đó. Nó nói mẹ nó ra Công giáo, giáo dân giỏi lắm, chừng 1 triệu người chứ gì, cùng lắm là tàn sát giết mẹ hết 1 triệu người. Dân tộc Việt Nam tới 90 triệu người luôn mà. 90 triệu dân lực cho nên giết 1 triệu đó sao. Còn bây giờ những cái Công giáo ở chỗ nơi khác, ở Hà Nội, ở trong tức là thành phố Hồ Chó Đẻ, Hồ Chó Minh mà có nổi lên thì tàn sát mẹ nó luôn, diệt chủng luôn, phá banh nó, đạo Công
Công giáo luôn. Bây giờ trên nước Việt Nam giỏi lắm, là vấn đề là 15 triệu tín đồ Công giáo thì giết sạch mẹ nó trơn đi, bắt đầu là 90 triệu thằng Tàu nó qua nó suối nó kêu giết mẹ nó hết đi, chỉ còn khoảng chừng đó là 60 triệu dân mà ngục ngu là được rồi. Rồi thằng Cộng sản Việt Nam ngục, thằng Cộng sản Việt Nam nghe nó vậy đó. Cho nên nó là hậu quả là chúng ta phải chuẩn bị nha. Hợp đồng 22 tỷ đô la mà thằng Phúc nó đi qua Nhật nó vay, mà bây giờ chưa gì là 5 tỷ đô la đã lọt vào túi nó rồi đó. Bởi vì 5 tỷ đô la này nó nói như thế nào các bạn biết không? Các bạn biết không? Đi qua kia ký vay nợ 22 tỷ mà bây giờ chưa gì là Thủ tướng Chính phủ đã đưa lên là 5 tỷ đô la là vào mục đích gì các bạn biết không? Để xây dựng Hà Nội thành thành phố thông minh giống như là ở Highway hoặc là giống như thành phố Paris của Pháp vậy đó. 5 tỷ đô la mà muốn xây cái Hà Nội trở thành một thành phố giống như ở Paris, các bạn thấy có nực cười không? Mà bây giờ cây cối thì chuẩn bị nó chặt trụi lũi mẹ nó trơn, giống như gà bị vứt lông vậy đó. Cho nên 5 tỷ này là lọt trong tay của thằng chó đẻ Nguyễn Xuân Phúc, thằng Phúc Niệm mẹ đó rồi. Trời ơi, các bạn không có nghe chứ Lisa nghe qua cái là Lisa nhạy bén vô cùng. Lisa thấy là bây giờ là thằng Thủ tướng Chính phủ nó đang có 5 tỷ đô la mẹ đó rồi đó, 5 tỷ đang lọt trong túi của nó rồi, nó chia nhau đó. Trời đất quỷ thần ơi, các bạn nghĩ đi, 5 tỷ đô la mà xây dựng thành phố Hà Nội trở thành một thành phố thông minh ngang bằng với Paris của Pháp. Các bạn biết cái thành phố Paris bao nhiêu tỷ đô la chưa? Cả ngàn tỷ còn chưa xây dựng được. Mà bây giờ Hà Nội chỉ cần 5 tỷ thôi là sẽ xây dựng Hà Nội trở thành thành phố mà thông minh và tương đương với ở tại Paris của nước Pháp. Các bạn nghĩ coi. Nói ra là nó lồi mẹ nó rồi, Lisa biết liền rồi. Cho nên tao đâu có ở không, tao đi cho tụi bay, tao đâu có đi mà để cho cái lũ đầu bò mẹ nó ra thằng trọng lú ngồi nhà mà được hưởng. Mẹ nó ra bắt tao đi cho mẹ dân Việt Nam nó chửi tao à. Nó chửi đã rồi rồi, bây giờ chứ là tao đem về nhiêu, tao đem về nhiêu thôi chứ. Tao đi ký giấy với Nhật 22 tỷ thì tao lấy 5 tỷ để tao xây dựng thành phố Hà Nội trở thành thành phố thông minh, thành Paris. Còn bao nhiêu đó 17, 16 tỷ đó tao đưa cho thằng Tổng lú, tao đưa cho đảng. Bây giờ mày muốn lấy đó, mày muốn xây gì đó, mày xây đi. Bây giờ mày muốn làm sao? Mày muốn vấn đề là xây dựng để cho vấn đề là Formosa, để cho ở tại Nghệ An nó ngang bằng với Hawaii không? Hoặc là Mai Á Mì của nước Mỹ không? Đó, tao lấy ra 5 tỷ tao xây vậy thôi à. Trời ơi, nó khốn nạn dữ lắm các bạn ơi. Đó, bây giờ nó vay 22 tỷ mà chưa chi là thấy 5 tỷ nó đã lấy rồi. Nó lấy trắng trợn mà người dân Việt Nam ngục có biết mẹ gì. Các bạn nghĩ đi. Đó, nó cũng đập phá vỉa hè ở Sài Gòn. Nó nói biến vỉa hè ở Sài Gòn trở thành những đây là kêu bằng đó là biến vỉa hè thành phố Hồ Chí Minh đó là trở thành Singapore. Trở thành tiểu Singapore đó các bạn. Giờ thấy thành Singapore không? Hả? À, đó, đập banh tành mẹ cho là bây giờ những đây là kêu bằng là mua bán hay gì đó là bắt đầu nó đóng tiền. Ngày xưa ngồi bán thì những đây là tốt chừng khoảng chừng những đây là cái bằng 100.000 thì ngồi đó xin bán thôi. Bây giờ đó là phải là 1 triệu. Rồi các bạn thấy bây giờ ở tại quận nhất, ở tại thành phố Hồ Chí Minh bây giờ, các bạn thấy nó có thành tiểu Singapore không? Có thành không? Thành được Singapore không? Mẹ không biết thành Lào được không? Không biết thành cái cầu tiêu của nước Mỹ, không biết xứng đáng không? Chứ đâu bà đặt mà mẹ tiểu đại trung Singapore cái mẹ cái quá gì? Đó, các bạn suy nghĩ đi. À, khổ lắm, trời ơi, tao nói khổ dữ lắm. Trong hợp đồng 22 tỷ đô la mà Phúc vay nợ Nhật thì có 5 tỷ đô la là đã lọt vào túi của những này là thằng Nguyễn Xuân Phúc thủ tướng rồi. Bởi vì là muốn làm cho thành phố nó trở thành thành phố thông minh mà. Cho nên tụi này là chưa chi là thấy là nó ăn rồi đó, chưa chi là thấy nó dậm tiền vô mồm, vô mỏ của nó rồi đó. Tao nói khổ lắm, đau lắm lắm các bạn ơi. Chị ơi chị, em cho chị một cái tin, chị đừng có đọc tên em nhé. Em xin đính chính lại là đường hầm xuyên ngang núi, không phải là núi Phú Cường đâu chị ơi. Đường hầm này một đầu là ở núi Dài Năm Giếng, đối diện với mỏ núi Ông Két. Bộ đội Cộng sản Việt Nam đang đóng chốt ở cửa đường hầm là ở sau nhà của bà Năm Hưng ở tỉnh lộ 48 đường Chi Lăng
bây giờ gọi là đường Anh Vũ Sơn. Anh Vũ Sơn cũng là ngọn núi ông két đó chị. Còn một cửa bên kia là ở núi Cậu, ngay của 15 sau lưng chùa Phật nằm, quốc lộ 91, còn gọi là đường Tịnh Biên. Cửa hầm hướng về cửa khẩu Tịnh Biên, cách cửa khẩu 1 km. Đường hầm ở mỏ núi Ông Két và tàu để chạy tới, vấn đề là kêu bằng là cửa khẩu ở Tịnh Biên, là nó đào 5-6 năm nay rồi chị ơi. Bộ đội đóng quân là của sư đoàn 330 nha chị. Chị nhớ nói cho mọi người biết nha chị. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Cảm ơn mật báo. Chị không nói số ký hiệu ra, mất công cái lũ này nó phân được. Bởi vì những cái người mà vô nói chuyện với chị, đưa những cái tin cho chị, nói ký hiệu ra, coi chừng cái lũ chó đẻ bây giờ nó sẽ đi vào để nó nhìn được, nó biết được em nằm ở trong quân đội, mất công nó làm ảnh hưởng tới em. Những người ở trong quân đội của các em, chị rất là mong sẽ có một ngày đưa hết tin tức cho chị, và cùng thì cứ diệt cho nổ chết mẹ nó luôn. Chào chị Lisa thân mến. Theo em vừa nhận được mật tin thì nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đang rối ren bởi các vụ khủng bố đang bùng phát lên càng ngày càng mạnh mẽ. Đặc biệt là ba sạch của chị đốt cháy mà Bộ Chánh trị đang đau đầu, và họ đang họp âm thầm nhưng rất quyết liệt. Họ không dám đưa ra báo chí hoặc đưa ra công luận bởi vì sợ sẽ làm kích động thêm người dân càng căm phẫn chế độ mà đốt sạch tất cả những gì trong chế độ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế. Trong khi ấy thì Nguyễn Phú Trọng lại tập trung vào việc đấu đá nội bộ với nhau. Em nói cho chị nghe, để chị nói cho toàn bộ mọi người nghe. Nguyễn Phú Trọng hiện giờ nó đã nói thẳng trong Bộ Chính trị là nó đéo cần phải ngăn chặn cái gì cả. Người dân biểu tình nổi lên ở đâu kệ mẹ. Bây giờ nó chỉ tập trung vào để mà đấu đá nội bộ, để mà muốn giết cho bằng được phe của Nguyễn Tấn Dũng, để củng cố quyền lực của thằng Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Rõ ràng đây là lợi ích nhóm. Cô Lisa ơi, Bộ Chính trị đã họp để yêu cầu Nguyễn Phú Trọng chấn chỉnh lại trật tự, nhưng ông ta không nghe, và ông ta đề xuất là phải chấn chỉnh nội bộ trước, phải kiểm tra tài sản của những cán bộ cao cấp trước, và gia tăng đàn áp những người nào mà không theo Tàu Cộng, thì nội bộ đã đồng nhất và tự nhiên sẽ có trật tự. Đó là nguyên văn của thằng Trọng Lú đó chị. Tất cả những người trong Bộ Chính trị và những người trong thường vụ của Quốc hội, họ rất là khó chịu. Thằng Nguyễn Phú Trọng còn nói thêm, và ngay sau đó nó còn nói rằng nếu mà nội bộ mà không chấn chỉnh thì nguy cơ toàn dân sẽ nổi dậy. Cho nên bây giờ toàn dân có biểu tình hoặc tất cả đều nổi lên, cứ để cho họ biểu tình không cần thiết. Bây giờ quan trọng là phải đập đầu làm sao những cái thằng ở đồng chí của ta đang có diễn biến hòa bình. Bởi những cuộc người dân đứng lên biểu tình đều có nhận được tình báo, tin mật là đều có tay chân của những phe diễn biến hòa bình thay thân Tây Phương muốn làm loạn. À, tao ngồi tao vỗ tay tao cười. Tao vỗ tay tao cười cái như thế nào đó. Trong Bộ Chính trị tôi bay nó nghe lời thằng chó đẻ Trọng Lũ đi. Cả một Bộ Chính trị 4 triệu đảng viên mà để cho nó bán nước Việt Nam như vậy đó. Đó bây giờ nó đâu có thèm đâu. Biểu tình kệ mẹ nó, biểu tình ở Formosa các cha muốn làm gì kệ mẹ các. Không quan trọng nữa. Ở trong miền Tây giờ muốn làm gì làm kệ cha nó. Ở thành phố Hồ Chí Minh đập giữa hè kệ mẹ nó. Ở tất cả các nơi giành đất kệ cha nó. Xà lan hạm đội cát tặc vô múc cát đi bán cho vấn đề là nước ngoài kệ ông nội mẹ nó. Ở tại vấn đề là kêu bằng Phú Quốc bây giờ nó chia ra để mà nó lấy tài sản, lấy đất cát của người dân ở ngoài đảo Phú Quốc kệ ông nội nó. Tao chỉ tập trung tao đập những thằng chó đẻ trong phe của thằng Nguyễn Tấn Dũng thôi. Chỉ vậy thôi à. Bởi vì bây giờ tụi bay chuẩn bị đập phe của tao, chuẩn bị giết tao, chuẩn bị ám sát tao. Cho nên bây giờ tao chỉ có nghe lời của Thoa Nam, tao đập đầu tụi bay thôi. Tao nói nó vui như ngày trễ hội mà. Nha. Cô Lisa biết không? Và ngay sau đó, Bộ Chính trị đã họp mật và kêu gọi các đồng chí họp kín. Mà quái đảng sai, trong cuộc họp của Bộ Chính trị không có mặt của Nguyễn Phú Trọng. Mặc dù Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư của đảng, nhưng mà không được quyền cho Nguyễn Phú Trọng hay.
trước khi Nguyễn Xuân Phúc lên đường sang Mỹ. Trong cuộc họp kín này, tôi cho cô Lisa biết là trong trường hợp bế tắc không giải quyết được thì Bộ Chính trị sẽ biểu quyết để mà bật đèn xanh cho Quốc hội để lấy đa số phiếu để cho thành lập đa nguyên đa đảng. Bởi phe của Nguyễn Tấn Dũng cũng như phe mà cấp tiến, người ta yêu cầu đa nguyên đa đảng chứ không thèm làm việc với Nguyễn Phú Trọng. Em vui lắm và mọi người cũng đều vui, mong sao như vậy. Nó nói thì nó nói như vậy thôi, nhưng mà chúng ta cũng cẩn thận, thằng đảng đĩ là chúng ta rất là cẩn thận nha, rất là cẩn thận. Cho nên sau đó tôi đã liên kết tất cả các anh em đồng chí lại với nhau. Sau khi họp xong, tụi tôi nhận thấy rằng cô Lisa cần phải tăng cường việc đốt phá các nhà máy hãng xưởng của Tàu Cộng nhiều hơn nữa và thủ tiêu các tên bí thư, chủ tịch hoặc là những tên công an sẽ đưa tên của Nguyễn Phú Trọng vào trong, và xã hội đất nước Việt Nam càng rối ren bao nhiêu thì Đảng Cộng sản Việt Nam càng trên bến bờ sụp đổ bấy nhiêu. Hiện nay các kênh quốc tế và các khoản vay từ các chính phủ và ngân hàng các nước đang dần dần đóng lại cho Việt Nam Cộng sản vay với giá lời tiền cao chứ không ưu đãi. Nguyễn Phú Trọng thì muốn lôi kéo nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc hoàn toàn vào thằng Tàu Cộng. Đây là cơ hội những người đảng viên và trong bộ máy của chúng tôi không chấp nhận được. Bởi vì lệ thuộc hoàn toàn vào Tàu Cộng thì sẽ mất nước Việt Nam. Cho nên chúng tôi yêu cầu Lisa phải lên tiếng cho toàn dân, phải nổi lên, phải hành động và bắt buộc Bộ Chính trị phải ra tay. Tôi mong cô Lisa quảng đại giúp cho dân tộc Việt Nam, hãy nên kêu gọi ba sạch một cách mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa. Bởi trong cuộc họp của Bộ Chính trị, họ cho rằng là bây giờ nếu mà tiền thâm hụt không có tiền trả nợ thì hãy nên tăng giá xăng, tăng giá điện, tăng giá nước của tất cả những người dân Việt Nam lên. Các bạn ở Việt Nam mà thờ ơ sống vật vưởng đi, rồi ăn nhậu rồi ra nó đè đầu á, nó cho giá xăng lên trong tương lai đó là lên tới vấn đề là 1.000 đồng một lít luôn nữa. Nó tăng 1.000 đồng một lít luôn chứ không có còn 800 đồng nữa đâu. Rồi nó tăng từ từ lên 2.000 đồng một lít luôn nữa để cho các bạn thấy. Để mà đó là ảnh hưởng đó nha. Khốn nạn như vậy đó. Chó chết như vậy đó. Nha. Khốn nạn vô cùng. Chị Lisa ơi, chị Lisa. Trời ơi là trời, chị tụng kinh hay quá chị ơi, em bái phục chị luôn đó. Chị nhận em làm đệ tử của chị nha. Thằng công an Z30A ở Đồng Nai nó chạy xe làm sao mà cu hồn các đảng, chị cho xô đầu nó vào xe nó chết mẹ rồi chị ơi. Trời ơi, nó tông đầu, nó chạy xe, nó tông vào xe chở heo, nó nằm chết tại chỗ, máu ra linh láng, mới chôn hôm nay đó chị. Đám ma của nó không có hàng xóm nào đưa tiễn, người ta rỉ tai nhau là bỏ tật đi, ngu khốn nạn. Thằng này ác lắm chị ơi, ai ai cũng nguyền rủa nó hết. Chị ơi biết không, đám ma của nó, dòng họ của nó tới thôi. Đám công an hai tỉnh, tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận đã đến để ăn đám ma nó và chia buồn. Năm nay nó mới có 33 tuổi thôi chị. Cấp bậc của nó là trung quý. Nhà nó ở xã Quy Khiêm, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đó chị ơi. Trời ơi, chị tụng kinh ghê thiệt. Chị tụng kinh nó đâm đầu vô trong xe, ai ai người ta cũng rỉ tai. Ở tại Đồng Nai người ta nói trời ơi, chắc cô Lisa tụng kinh cho nên cô hồn xô đầu hoặc là ám cho nó, tông vào xe nó chết. Trời ơi, chết tại chỗ luôn chị. Xe chở heo người ta như vậy mà không biết con mắt nó bị lọt tròng hay là cô hồn nhập nó, quỷ ma nhập nó mà nó tông vô trong xe, nằm ở dưới lườn của xe chở heo luôn nhé chị. Trời ơi, ối máu ra một vũng luôn á chị. Cho chết càng nhiều càng tốt đó. Chị chuẩn bị gần tới 16 rồi đó, chị tụng tiếp tục nữa cho nghe đó. Chị tụng những thằng nào mà ác độc, nhất là những thằng an ninh mạng cũng vậy, những cái lũ mà dư luận viên chó điên cũng vậy nha. Tao tụng cho tao bay biết thế nào là lễ độ. Ở đó mà trù ẻo tao đi á, trù ẻo cho tao bị ung thư họng rồi kia kia nọ, khỏi nói tới tao có ung thư không. Tao nói ngày này qua ngày nọ như là con chim hoàng quanh vậy đó, mẹ nó ra ung thư mẹ gì. Trời đất ơi là trời, chuyện giỡn mặt hoài.
Đó, đó biết tên tuổi tao rồi đó, làm bùa làm phép đi đó, thiên linh linh địa linh đi, ông táo ông tiên về ăn thịt chuột vậy đó, cầu nguyện trù ẻo có đụng tới cầm lông chân của tao không? Trời ơi, tao tán ngang tán ngược hết trơn, chứ ở đâu bà đặt mà trù ẻo được tao, bà đặt ngồi rủa được tao, chỉ có tao mới rủa xả được cái đảng đĩ cộng sản của tụi bay thôi. Tụi bay chưa đủ pháp thuật cao cường mà ngồi đó bà đặt chửi rủa tao, nhục nha, nhục lắm. Biết không? Ừ. Chị Lisa ơi, càng ngày chị càng nói, chị càng nói chuyện, người dân Việt Nam nghe lời chị. Hôm nay là ngày 6 tháng 6, báo đưa tin là 30 côn đồ đi xe máy đã chặn ô tô rồi rút súng bắn nhau trên tuyến đường quốc lộ 32C, không khác gì phim hành động đó chị. Vụ 30 côn đồ đi xe máy để mà chặn và rút súng ra bắn chết ở trên địa bàn huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đó chị ơi. Xe hơi này chở thằng nào? Chở cán bộ hay chở công an? Ừ. Chị ơi, xe của tôi đi đằng sau ô tô CX5 mang biển số 19A13667 thì thấy có khoảng 4 xe máy toàn là thanh niên cầm dao kiếm rú ga đuổi theo xe ô tô 19A13667, vừa chạy vừa chửi bới. Được khoảng 100 mét thì có khoảng một tớp 20 thanh niên đã cầm dao kiếm sẵn ở phía trước. Khi xe đó tới, họ đã cầm dao kiếm và họ sẵn. Rồi một người rút súng đứng trước đầu xe bắn thẳng vào chỗ lái xe khoảng 4-5 phát đạn chị ơi. Ừ, có chết ai không? Có chết ai không? Được biết ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an huyện Cẩm Khê, công an tỉnh Phú Thọ đã có mặt khám nghiệm hiện trường, vào cuộc để điều tra làm rõ. Hiện chưa rõ có người nào mà bị chết trong vụ truy sát kinh hoàng nói trên không. Nếu mà bắn đây là công an á, thì chị vỗ tay chị mừng. Còn nếu bắn mà vấn đề là cái bằng đó là mẹ nó ra giang hồ mà thanh toán với nhau không thì mệt. Tụi em phải canh me làm sao mà bắn làm sao mà cho banh sát mới được. Các em thấy ở tại Philippines không? Khi mà tụi Hồi giáo vô là nó đập hết các cái nhà thờ. Đập banh tành hết nhà thờ. Hello em. Ủa sao gọi chị ra bộ sợ cái miệng của chị sao gọi. Tự nhiên hello em cái tự nhiên ấp luôn rồi. Không dám nói chuyện với chị hả? Dễ cưng ghê không? Đúng rồi. Cái miệng của chị ghê lắm. Nói với chị mà không khéo là coi chừng chị nhai xương luôn nha chưa à. Coi chừng mặt tay ghét. Trẻ trâu thấy ghê lắm, dễ thương lắm. Chạy cà tông vô tính chửi chị mà vô vừa gọi điện thoại cái chị nói alo, nó quảng hồn. Dạ chị ơi, sao chị ghét cộng sản dữ vậy? Tao nói chị ghét cộng sản là em thương nó không? Hả? Em cũng không thương nữa chị ơi. Thôi em ai đi chị hung dữ quá à, cái tự nhiên up phone cái rồi. Khổ vậy đó. Alo. Chị ơi, làm ơn cho em hỏi coi mà hồ bả chó có cha mẹ gì không vậy chị? Hồ bả chó đĩ mẹ đó là Hoàng Thị Loan đó em. Rồi vậy cha? Cha của nó là Hồ Sĩ Tạo đéo Hoàng Thị Loan, nhưng mà trong lịch sử đó thì nói là thằng Nguyễn Sinh Sắc, nhưng mà thằng Nguyễn Sinh Sắc nó có đéo đâu. Thằng Nguyễn Sinh Sắc chỉ là vấn đề là kêu bằng là quả nuôi tu hú thôi. Dạ. Cho nên nó thằng Nguyễn Sinh Cung, tên thật của nó là Nguyễn Sinh Cung, tự là Côn Đồ. Cho nên hồi xưa người ta đi học ở trong trường á, ở Thanh Hóa Nghệ An đó, người ta kêu nó là thằng côn không à, đi mẹ mày côn, nó quánh lộn với nó. Cho nên nó ở Thanh Hóa nó tên là thằng côn, mà cha sanh mẹ đẻ nó là Nguyễn Sinh Cung, tức là ở trong tử cung đó. Nhưng mà người ta nói lịch sử người ta viết lại là không phải thằng Nguyễn Sinh Sắc là cha ruột của nó đâu. Thằng Nguyễn Sinh Sắc lúc đó đó là đánh người nhậu xỉn, đánh người chết, cho nên bị triều đình của Quế Đài cắt hết chức vụ đài, đi vô Đồng Tháp để mà ở trong trọng rồi. Thì con Hoàng Thị Loan trong thời gian đó làm gì mà lòi ra thằng Hồ Chí Minh, cho nên con Hoàng Thị Loan đéo thằng Hồ Sĩ Tạo.
Tức là thằng Hồ Sĩ Tạo là cha của thằng Hồ Chí Minh này, nhưng mà tại vì vào cái thời miền Bắc ngày xưa đó mà người ta nói mà người đàn bà nào mà nạ dòng đó thì vấn đề là kêu bằng là người ta kêu chờ cười chê, cho nên con Hoàng Thị Loan nó không dám nói nó đéo thằng Hồ Sĩ Tạo, mà nó phải nói rằng thằng Hồ Chí Minh là con của Nguyễn Sinh Sắc, chứ thật ra thằng Hồ Chí Minh không phải là con của Nguyễn Sinh Sắc. Bởi vì đó em học vô trường cái đầu mấy thầy cô giáo nói là Hồ Chí Minh là con Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Sinh Cung, đẻ ra Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Sinh Sắc gì đó. Thằng Nguyễn Sinh Sắc không phải, thằng Nguyễn Sinh Sắc là cha ghẻ thôi. Thằng Nguyễn Sinh Sắc nó bị hàm quan thôi, chứ nó làm gì mà nó là cha của thằng Hồ Chí Minh, nó là cha ghẻ. Cha thật của Hồ Chí Minh là Hồ Sĩ Tạo, tức là con Hoàng Thị Loan nó nạ dòng. Em hiểu không? Nó nạ dòng, nó ở với Hồ Sĩ Tạo. Còn thằng Nguyễn Sinh Sắc đó là nó là quánh người, nó làm quan của triều đình, rồi bắt đầu là nó uống rượu xỉn, nó uống rượu say, nó đánh người, cho nên lột chức của nó, đánh 30 hèo cho gần ẻo xương sống, rồi đại nó đi vô trong miền Nam, tức là vô trong Đồng Tháp để mà ở trong trọng, rồi vô trọng rồi thằng này cũng là thuộc về là thành phần mất dạy, nghe nó đâu ăn ở với bao nhiêu con ở miền Tây đó để mà lòi con lòi cái được kia ra ở tại Đồng Tháp đó, ở tỉnh Đồng Tháp mình bây giờ đó. Nha. Biết. Vậy thôi à. Dạ, cảm ơn chị nha. Rồi, không có chi cưng. Không biết lịch sử cứ hỏi chị chỉ cho, chị dạy cho. Đó là thằng Hồ Chí Minh thật đó nha. Đó là thật đó. Còn mà thằng Hồ Chí Minh nó chết ở bên nhà tù Hồng Kông năm 32. Bắt đầu sao bây giờ thằng Hồ Chí Minh mà thợ Việt Nam là thằng Hồ Quang Thiếu Tá là khác nữa. Trời ơi, ta nói thâm cung bí sử nó khúc khiết ly kỳ. Dạ. Rồi, vậy chào chị. Rồi, chào em. Tội nghiệp lắm, nhiều đứa trẻ trẻ ở Việt Nam nó mới có 15 tuổi vô nó hỏi Lisa về lịch sử. Nó hỏi sao em đi học đó, hả? Mẹ nó dạy em tầm 7 không à. Bây giờ nhờ có chị em vô em hỏi chị, vô Lisa nói cho nó nghe hết trơn. Nói cho nó nghe rồi cái bắt đầu mẹ nó ra nó ngồi nó biết được. Nó biết được, nó nói trời ơi là trời gì mà ghê vậy chị. Chị nói ừ. Nó nói chị ơi bây giờ làm sao quá giải được đây chị. Chị nói dễ lắm, em lấy cái hình của thằng Hồ chó đẻ em thảy ở trong cái cầu tiêu á, để trong trống mua hai tấm hình, một tấm hình thì thảy trong cầu tiêu, còn tấm hình nó là bắt đầu là cái bằng là gia bộ để ngoài trước cho thôi. Nó nói bây giờ của em nó cũng có ép buộc, nó ép buộc em nói thẳng luôn à, em có thờ bây giờ em không thờ chứ nó ờ giỏi cho các bạn, nó ép buộc mẹ gì, nhà mình thờ ông bà thôi chứ tự nhiên làm gì nó vô nó ép buộc. Cho nên chị không hiểu có nhiều người ở Việt Nam mà đặt vô đây nó trời nó ép buộc phải mua hình Hồ Chí Minh phải thờ lên, nó dám làm cái kiểu đó không? Đâu có ai ép buộc đâu, chị nói chuyện với hai ba đứa nhỏ hôm qua kìa. Chị nói nó ép buộc em thì em để tắm ngoài trước thờ, còn tắm thọt cho trong cầu tiêu đi em. Nó nói thôi trời ơi nó đâu ép buộc nhà em đâu, mẹ em đâu có thờ, nhà em có ai thờ chứ, nghe chị nói em có thờ mẹ chứ, em đem em thảy mẹ trong cầu tiêu luôn rồi. Nó ờ giỏi, thờ mẹ gì đó nha. Chị Lisa ơi, chị Lisa biến thái lắm chị ơi, thằng giám đốc bệnh viện quan hệ với điều dưỡng ngay trong ca trực đó chị. Ở Việt Nam là nó như vậy không đó? Ở Việt Nam là nó như vậy không đó? Chị ơi chị nói cho mọi người dân Việt Nam biết đảng Cộng sản chơi dơ lắm. Nó kêu tất cả những phe mà cuồng hồ cuồng đảng bắt đầu cầm cờ đỏ khiêu khích người công giáo ở giáo xứ Sông Ngọc đó chị. Hàng chục ngàn công an, côn đồ giả bộ mặc áo cờ đỏ sao vàng, nẹt vô xe máy, đến bao vây và khiêu khích giáo dân ở giáo họ Văn Thai thuộc giáo xứ Sông Ngọc ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đó chị. Một nguồn tin cho biết là họ kêu gọi những người bên Lương giáo, bên Phật giáo cùng với nhau lại để mà yêu cầu bắt cha Nguyễn Đình Thục ra phải quỳ xin lỗi họ đó chị. Các bạn thấy khốn nạn hay không? Các bạn thấy khốn nạn hay không? Các bạn thấy nó khốn nạn như thế nào? Chị nói thật đó, người công giáo mà hiền quá thì nó tiêu diệt thôi. Các em thấy Hồi giáo không? Ở tại Philippines các em thấy rõ ràng rồi đó. Người công giáo ở Philippines nghe lời của Chúa không có giết người, cho nên nó vô nó giết sạch sẽ. Nó vô nhà thờ nó chặt đầu Chúa Giêsu, nó đập tượng Đức Mẹ đó. Những cái hình ảnh nó quay nó tung lên trên mạng, những này là internet đó. Mà chính là tụi Hồi giáo IS nó làm, nó tung lên mạng chứ, nó đưa nó đập nhà thờ vậy ai dám quay?
Cho nên người của tụi nó quay đưa lên luôn. Mà nếu người Công giáo ở Việt Nam mà cứ cúi đầu, giáo dân cứ cúi đầu thì nó sẽ vô nó giết thôi. Bởi vì một con cừu hoặc là một con cọp mà nó không có phản đối lại thì bao nhiêu con chó nó vây thôi. Cọp xuống đồng bằng thì bị chó vây thôi chứ có mẹ gì. Đã tới lúc này rồi thì tất cả giáo dân, tất cả mọi người dân phải ủng hộ. Bọn cuồng hồ cuồng đảng chỉ có một tốp thôi, chúng ta phải tạo lực ra. Trong cái xu hướng sắp tới, buộc Việt Nam phải có đa nguyên đa đảng, còn không có đa nguyên đa đảng thì sẽ nổi lên. Các bạn yên tâm. Thằng Đảng Cộng sản bây giờ đâu dám nói tới thằng Phiêu Tinh, đâu nói tới thằng nghe. Bởi vì thằng Phiêu Tinh nó ghét Đảng Cộng sản còn hơn cức. Các bạn thấy có một cái chuyện lạ đời không? Thằng Tổng thống Phiêu Tinh nó lại vấn đề là kỷ niệm lên án Cộng sản giết hoàng gia của nghe. Các bạn thấy Lisa đưa cái tin các bạn coi rồi đó. Các bạn thấy chuyện lạ hiếm có không? Một cái nôi của Đảng Cộng sản ra đời mà bây giờ tố cáo Đảng Cộng sản tàn bạo đã giết dân tộc của họ. Các bạn thấy rõ ràng rồi. Các bạn thấy rõ ràng như vậy nữa nha. Thì chúng ta đâu có cần nữa đâu. Cô Lisa ơi, cô Lisa, cô coi nó nói xạo nè cô. Kệ nó đi con. Các con thông minh, các con nghe lời của cô. Cô dạy cho các con nghe về lịch sử thì các con phải nên biết như vậy thôi nha. Các con không bao giờ mà các con vấn đề là nghe lời của cái đảng chó đẻ Đảng Cộng sản Việt Nam được. Các con nghe là các con chỉ có con đường chết mà thôi. Cô nói thật với các con như vậy. Các con thông minh, các con bây giờ có internet, các con vào như vậy thì các con khôn ngoan. Còn nếu các con không khôn ngoan thì kể như là các con sẽ chết. Số Phật tử được thâu nhận vào Formosa làm việc là số Phật tử của tên Ngọc Trân Quang. Sở dĩ tụi nó biết chắc như vậy là vì ngày trước gia đình tụi tôi và một số người thân của tôi đã từng là Phật tử của chùa Phật Quang và đã thấy rất nhiều một nhóm người Nghệ An và Hà Tĩnh vào quy y đi theo Trọc Quang. Nó là như vậy đó. Nó là khốn nạn như vậy đó. Chị ơi, sắm trạng trình tứ thánh Phật giáo Hòa Hảo đã ứng nghiệm rồi, Cộng sản sẽ sụp đổ thôi, bởi nó đã hết thời rồi, nó có vùng vẫy cỡ nào cũng sẽ tận diệt thôi. Trời ơi em ơi, tận diệt mà người dân bây giờ còn thờ ơ, vậy tận diệt cái gì? Chị nói thiệt đó, phải tác động vào chứ mà người dân mà cứ ngồi đó mà chờ giống như là mẹ ngặt nghèo, không dám phá, không dám làm gì hết trơn mà mẹ nó ra vấn đề là cái bằng đó là mẹ làm được cái gì? Cộng sản lúc ra nó sụp đổ 80 đời vương rồi. Nhưng mà bây giờ người dân cứ làm thinh hoài để cho lũ cuồng hồ cuồng đảng nó lên. Nó muốn tung hoành, nó muốn quánh ai quánh, nó muốn tràn vô nhà, nó đập ai đập. Không ai dám lấy được một cọng lông của tụi nó nữa thì làm gì. Nha. Chị còn nghe nói là bây giờ cộng sản nó ma cô lắm. Nó, chị nhận được cái tin đó là người ta nói rằng là nó trà trộn vô, nó giả bộ, nó chống cộng, nó giả bộ, nó bị đánh, bị thương tích đồ kia để mà nó lấy lòng thương tâm của những người Việt ở bên hải ngoại này. Để mà vấn đề là nó lừa đảo, nhưng mà thiệt ra nó làm việc cho cộng sản. Cộng sản nó khốt nạn, nó lưu manh vậy đó. Chị nhận được cái tin, người ta cho chị hay đó là tất cả là nó giả bộ, nó làm dân chủ rồi nó vô, nó bị đánh, nó để giả bộ tạo cho cái tụi kia đánh nó, vô tình đánh thôi. Bắt đầu nó cũng giao bộ nó lên, nó chống cộng, nó la cho lớn miệng đồ kia lên. Rồi cái lũ mà cuồng hồ cuồng đảng ngục không biết dân nhào vô quách, tình cờ quách sao bé nổ ra là những cái tên mà chống cộng, mà giao bộ chống cộng như vậy là người cộng sản gài vô. Cho nên gậy âm đập lưng âm, bởi cho nên bây giờ dư luận viên nó cũng đang ớn lạnh rồi. Bởi ngày xưa như là cái con ngựa mà vấn đề là kêu bằng Phoenix Quỳnh đồ kia, thằng Văn Hùng mà đặt ào ào vô quách đồ kia, tưởng sao là vấn đề là chống cộng thật, nhưng mà rốt cuộc rồi là trá hình chống cộng. Cho nên bây giờ lộ ra không ai dám nhận trách nhiệm hết trơn. Khốn nạn vậy đó. Chị ơi, chị lố giờ rồi, chị ơi, ok. Lisa xin vấn đề là chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai. Thân ái, chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.